Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Và hôm nay em có một chiếc xe Mercedes-Benz C200 sản xuất là 2013 Xe hiện đang có mặt tại chợ ô tô Hòa Bình Địa chỉ đơn vị là 549 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Mọi chiếc xe bán ra tại cửa hàng thì giấy tờ pháp lý của chiếc xe luôn chuẩn chỉ Để anh chị bạn có thể sang tên Cam kết rõ cho các bác các hạng mục xe không đâm va, không ngập nước, bao trách test toàn quốc và có hỗ trợ các thủ tục À, giao xe tận nhà với chiếc xe Mercedes-Benz C200 sản xuất 2013 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội cực kỳ đẹp đây em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan về phần ngoại thất của chiếc xe sau đó ta sẽ cùng đánh giá từng phần của chiếc xe để xem một chiếc xe 2013 đến bây giờ còn có đẹp hay không xe trải qua hơn 15 sử dụng rồi nhưng cái uh, sơn si của chiếc xe thì các bác có thể tham quan qua thì nó vẫn còn giữ được độ hoàn hảo tương đối cao và từ 2013 đâm ra này có một số chỗ cũng đã bị xước xác Em đã cho sơn lại rồi anh chị nhé Mâm trang bị mâm hợp kim với 5 chấu hình ngôi sao Và đây là với những chi tiết về phần đầu xe hệ thống đèn chiếu sáng dạng bi Rửa đèn pha tự động và cảm biến Mặt ca lăng với những viền mạ chrome to bản tạo điểm nhấn khi nhìn vào đầu xe Lốp của chiếc xe trang bị một sàn lốp Michelin còn rất là dày anh chị ạ gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ đầy đủ Đấy, rồi những đường viền mạ chân kính kính đã được dán kính màu rồi tay nắm cửa được sơn cùng màu với cả màu ngoại thất của chiếc xe đuôi xe thì nổi bật với những cái chi tiết như là cảm biến rồi cam lùi đầy đủ biển số của chiếc xe thì nó cũng rất đẹp anh chị ạ tầm giá của chiếc xe hiện đang giao bán cho anh chị và các bạn chỉ hơn 500 triệu là anh chị bạn có thể sở hữu rồi để cụ thể rõ hơn các thông tin chi tiết thì anh chị và bạn hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi đầy đủ để các bác có thể tham khảo và cân đối nghiên cứu tài chính của mình. Và bây giờ thì ta sẽ cùng đi tham quan về phần nội thất của chiếc xe để đánh giá xem không gian ngồi ở hàng ghế thứ hai nó còn rộng rãi hay không. Rồi đến những cái chi tiết khoang cabin để anh chị và bạn có cái nhìn rõ nhất trong quá trình quay mà anh chị và các bạn cần em quay kỹ hay chụp lại chỗ nào có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình em sẽ chụp và gửi lại đầy đủ thông tin mà anh chị và các bạn đang cần về hồ sơ pháp lý của chiếc xe để các bác có thể check xem xe nó có phạt nguội hay không hay xe có bị vấn đề tranh chấp gì không mọi chiếc xe bán ra tại cửa hàng thì luôn cam kết rõ trên văn bản hạng mục trên văn bản là hợp đồng giấy tờ nên các bác có thể yên tâm chọn lựa xe tại cửa hàng ạ em sẽ em mời các bác cùng đi tham quan về khoang lái của chiếc xe với hệ thống các phím điều chỉnh lên xuống kính được bọc mà kim loại trông rất là sang trọng bên trong đây thì là với những cái phần ốc bản ở cánh cửa bậc lên xuống hệ thống ghế chỉ, nhớ ghế chỉ kế chỉnh điện chất lượng à, ghế da vẫn còn rất là đẹp hệ thống ghế da của chiếc xe trang bị da lộn kết hợp với cả da Vô lăng tích hợp các à, phím điều chỉnh chức năng rồi là màn hình, giải trí, có trang bị lại chuyển số, thể thao. Đời này thì nó chưa được trang bị cần số sau vô lăng. Và bây giờ ta sẽ đi tham quan về phần máy móc một chút anh chị nhé. Và trước khi đến máy móc thì em cũng xin tổng hợp sơ qua thông tin của chiếc xe Mercedes-Benz C200 sản xuất 2013. Hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá 550 triệu còn thương lượng và có hỗ trợ cho anh chị và các bạn các thủ tục sang tên di chuyển thông tin cụ thể thì các bác hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình em sẽ đưa anh chị và các bạn một cái mức giá tốt nhất cũng như ưu đãi của cửa hàng và gửi cho anh chị và các bạn đầy đủ những cái thông tin mà anh chị và các bạn đang cần tìm chi tiết thì các bác cũng có thể tham khảo thêm tại web ô com em có cập nhật giá đầy đủ ở các đơn vị để các bác có thể tham khảo và cân đối tài chính của mình em xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo